Hello, mình xin chào tất cả mọi người nhé. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh của mình. Thì ngày hôm nay mình lại tiếp tục lên video chia sẻ kinh nghiệm để giúp mọi người làm bông cho những cây hoa giấy vào mùa mưa nha. Thì vừa rồi mình cũng đã lên video hướng dẫn mọi người hai video nha mọi người. Video thứ nhất đó là video cắt tỉa, bón phân kích bông cho nó này. Video thứ hai đó là video kiểm soát lượng nước trong gốc trong thời kỳ mà làm bông cho nó ha. Video này thì mình sẽ cập nhật lại tình hình cho mọi người xem những cái cây mà mình đã hướng dẫn mọi người làm bông ha. Và cũng sẽ nói sơ lại cái quy trình của mình cho những anh chị nào chưa xem nha. Còn những anh chị nào mà muốn xem thật là chi tiết cách làm của mình thì mọi người có thể vô kênh xem lại. Hoặc là mình có gắn hai cái video này ở dưới phần bình luận nha mọi người. Mọi người nhấp xuống phần bình luận thấy cái phần mình ghim ha. Video thứ nhất đó là video cắt tỉa và bón phân kích bông. Video thứ hai đó là video kiểm soát lượng nước trong gốc nha mọi người. Thì đến ngày hôm nay mọi người nhìn này đó, đây là cái cây hoa giấy cẩm thạch mà mình làm này mọi người. Đây là cây thứ nhất ha. Còn bên đây là cây giấy ta. Đây là cây vàng ta nha mọi người. Đó thì đến nay nó cũng đang bắt đầu ôm nụ kim rất là nhiều luôn mọi người. Đó, nó đang bật mầm bông ra này. Cái cây giấy ta này thì cái chu kỳ làm bông của nó sẽ dài hơn so với cái cây cẩm thạch nha mọi người. Đó, mọi người thấy không ạ? Nó đang ra bông hết rồi ở đầu ngọn này. Đó. Nhưng mà như thế này nó phát triển sẽ rất là nhanh nha. Đó. Tất cả những cái đầu cành luôn. Nó không hề có cái hiện tượng mà bị đi đọt nha. Dù mùa mưa nha mọi người. Tây Nguyên mình thì cũng mưa hơi nhiều ha. Nhưng mà vừa rồi thì cũng có ngày nắng chứ không phải là mưa hết nha mọi người. Hôm nắng hôm mưa. Đó. Nhưng mà bữa nay thì mưa rất là nhiều luôn mọi người. Đó. Mình đã phải phủ cái bì ni lông xuống dưới gốc này. Khi mà anh chị làm bông cho cây hoa giấy vào mùa mưa thì cái bì ni lông này rất là cần thiết luôn nha. Đó. Mình qua cái cây này xem nha mọi người. Bông đặc nghẹt luôn. Đây là cây Sakura Blycan ha. Trời ơi bông đã luôn mọi người. Đó, ra rất là đều luôn nha. Đó, mọi người nhìn này. Trên tất cả các đầu cành, đầu ngọn thì ra rất là đều luôn. Kênh của mình thì khi nào cũng vậy nha. Đã lên một video hướng dẫn mọi người bất cứ một cái cây gì hay một thứ gì thì mình đều quay lại kết quả cho mọi người xem tham khảo nha. Đó, đây thì mình sẽ quay lại cho mọi người coi này. Dày đặc luôn nha mọi người. Đó, nó dày đặc, nhìn như nho luôn đó mọi người. Nhìn như trùng nho luôn ha. Nhìn rất là thích luôn mọi người. Đó, nụ thì khít ha. Đó. Xíu nữa thì mình sẽ nói sơ qua cái quy trình của mình ha. Đó, mọi người nhìn này. Để làm được một cái việc mà cây nó lên đồng đều như thế này thì cái khâu cắt tỉa rất là quan trọng luôn. Khi mọi người cắt tỉa đều thì cây hoa giấy nó mới ra hoa đều được như vậy. Còn khi mà mọi người cắt tỉa để sót ngọn quá nhiều thì nó sẽ dẫn tới một số trường hợp như cây hoa giấy sẽ bị ra cái ngọn sớm. Và nó sẽ ra bông sớm như vậy đây mọi người. Đó, còn những cái ngọn mà cắt tỉa thì nó sẽ ra bông muộn hơn. Cho nên anh chị cố gắng nha. Khi cắt tỉa làm bông bất kể cái phương pháp nào, phương pháp hãm nước hay là phương pháp cắt tỉa bón NPK thì đều phải cắt tỉa cho nó gọn gàng sạch sẽ nha mọi người. Đó, ngọn non ngọn già thì cắt hết nha, bao gồm hoa nụ kim thì cũng cắt hết luôn thì nó mới được đều như vậy nha. Đấy, mình đang quay cho mọi người xem này, cây ra bông rất là đều luôn, đồng loạt luôn nha mọi người. Cái dòng cẩm thạch thì cái thời gian ra bông của nó chỉ từ 35 cho đến 45 ngày nha, tùy vào thời gian nắng ít hay nắng nhiều nha mọi người. Đó, còn đối với những cái dòng giấy ta như thế này, thời gian ra bông của nó sẽ rất là lâu luôn. Nó phải từ 55 đến 70 ngày. Nếu mà nắng nhiều thì 55 ngày. Còn nếu mà mưa nhiều không còn nắng thì 70 ngày. Còn trung bình thì 60 ngày nha mọi người. Đó, cây này thì cũng không khác gì cây hồi nãy hết mọi người. Đó. Sau này ra bông thì mọi người sẽ nhìn ha. Nó sẽ đặc nghẹt luôn. Đây này. Đó, đây là những cái mầm bông nha. Nếu mà tưới nước hay bón phân không hợp lý mà không kiểm soát được nước thì những cái đây không phải là những cái mầm bông mà sẽ là những cái mầm ngọn nha mọi người. Đó. Cây này thì cũng đang ra bông rồi. Và bây giờ thì mình sẽ nói sơ qua cái quy trình của mình nha. Video này thì mình nói sơ thôi. Còn anh chị nào muốn xem chi tiết thì xuống phần bình luận xem lại nha. Đầu tiên, trước khi bước vào mùa mưa mà anh chị đã xác định làm bông cho cây hoa giấy thì mọi người cần cắt tỉa những cái tàn ở phía dưới đi ha, để cho cái gốc nó thông thoáng lên mọi người. Và tiếp theo mọi người kiếm cho mình cái bì bóng này. Vào mùa mưa thì những cái bì bóng này là không thể thiếu mọi người, rất là tiện lợi luôn. Đó, cả nhà kiếm những cái bì bóng này, cả nhà chùm lại cho mình nha. Chùm lại như thế này thì không sợ nước mưa vô gốc rồi mọi người. Hoặc nếu anh chị nào mà có những cái chậu mà có gắn những cái bánh xe ở dưới á, mà mọi người có thể đưa vô hiên nhà thì không cần những cái này nha mọi người. Nhưng mà rất là bất tiện luôn, nhiều khi anh chị đi xa mà anh chị không có ở nhà, anh chị quên á, thì khi một cơn mưa xuống thì nó sẽ làm cho cái bầu đất của mình chèm nhẹp nước rồi. Cho nên mọi người cứ kiếm cái bóng như thế này, mọi người trùng gốc lại cho mình nha. Và bước tiếp theo thì chúng ta sẽ cắt tỉa lại cái tàn nha mọi người. Cái khâu này thì cần cắt thật kỹ và cắt sạch nha mọi người, không để
có những ngọn chưa cắt nha. Đó, và chúng ta sẽ tiến hành bón phân kích bông luôn trong cái thời gian mà mình cắt tỉa tán nha mọi người. Đó, cắt tỉa tán hôm nào thì mình sẽ bón phân khi đó luôn nha. Cắt xong bón luôn nha mọi người, cùng một ngày nha. Thì bên trên mọi người phun cho mình đầu trâu NPK 701 này, 2-3 gram trên 1 lít nước nha mọi người. Đó, phun ướt đều hai mặt lá. Còn phía dưới mọi người sẽ dùng cho mình NPK 12, 12, 17. Thì bình thường mình hay khuyên mọi người có thể dùng NPK cân đối này, 20-20-15 này. NPK cân đối là những NPK có chỉ số 20-20 này, 20-20-20, 16-16-16, 17-17-17. Thì đều có thể bón phân kích bông được nha mọi người. Nhưng mà vào mùa mưa như thế này thì trong nước mưa có rất là nhiều đạm nha mọi người. Mọi người dùng cho mình cái phân 12-12-17 này sẽ tốt hơn nha. Đó, 12-12-17 này thì nó sẽ có 12 đạm, 12 lân và 17 kali. Nó sẽ có nhiều kali hơn một xíu. Nó sẽ giúp cái bộ đế của mình nó khẳng lại và nó sẽ không cho đọt phát triển nha mọi người. Mình ví dụ cho mọi người xem như cái cây giấy ta như thế này. Những cái dòng giấy ta là những cái dòng cũng hay bị vọt đọt nhiều lắm mọi người. Ví dụ như là đỏ ta này, vàng ta này, rồi những cái dòng tím ha, đó, dòng tím Huế đồ đó, nó vọt đọt cũng mạnh mọi người. Đó, nhưng mà mọi người nhìn thấy mình làm này, không có đọt luôn nha. Nó ra tới đâu là bật mầm bông tới đấy luôn mọi người, không có cái vụ vọt đọt ha. Đó, mọi người nhìn này, trên tất cả các đầu cành cách nào cũng vậy nha. Đó, đây này. Đó, đây này. Mình sẽ lấy cho mọi người xem những cái ngọn mà nó ra trước nha. Đây. Đó, mọi người nhìn thấy này. Nó ra bông luôn này. Đó, không có cái vụ vọt đọt ở đây ha. Mùa mưa hay mùa nắng gì thì nếu mà mọi người làm chuẩn cái quy trình của mình thì sẽ được như vậy hết nha. À, nhưng mà mình sẽ không có áp dụng được cho những cái nơi mà mưa dầm nha mọi người. Mưa dầm mà mưa quá lâu, mưa một tuần, hai tuần thì chịu ha. Ví dụ như mưa một trận to thật to xong, ngừng, ngày sau mưa tiếp, ngày sau mưa tiếp nữa thì còn được. Còn nếu mà mưa dầm thì những cái nụ kim trên cây thì sẽ không có chịu nổi được nha mọi người. Khi mà mưa dầm mà mọi người áp dụng cái phương pháp nào thì cũng chịu thôi. Đây này, những cái nụ kim này, khi nó ra được như vậy nó sẽ tự động nó đen và nó rớt hết nha mọi người. Cây này khi nào rộ bông lên thì mình sẽ quay lại cho mọi người xem nha. Quá đã luôn mọi người. Cây này thực sự thì bông như thế này thì quá khủng khiếp rồi. Mọi người nhìn bây giờ nó chưa nở mà nó đã như thế này rồi. Thì khi nó nở thì chắc không thấy lá luôn nha mọi người. Đặc nghẹt luôn ha. Đó, đặc nghẹt luôn. Nhưng mà nếu mà mưa dầm á mọi người, mưa một tuần, hai tuần thì chắc mình cũng chịu thôi. Những anh chị nào mà mưa dầm á thì đương nhiên là phải trùng những cái bì bóng ở dưới gốc như vậy rồi. Còn bên trên thì mọi người phải đưa vô hiên nhà nha. Đó, như thế này là rất là nhạy cảm luôn. Nếu mà mưa dầm á, anh chị phải đưa vô hiên nhà. Còn nếu mà mưa mà như kiểu là hôm nay mưa, ngày mai tạnh, ngày mốt mưa, hoặc là sáng nắng chiều mưa thì anh chị có thể để ở ngoài như thế này thì cây nó cũng sẽ đỡ ảnh hưởng hơn. Và anh chị chú ý nha, khi mà trời nắng thì mọi người cần phải vén cái bì ni lông lên cho mình nha. Vén cái bì ni lông này lên cho mình và mọi người để cho nó thông thoáng và nó khô cái chất trồng nha. Làm như vậy thì nó sẽ giúp cây hoa giấy nó đỡ bị ẩm ướt ở dưới cái phần chậu hơn nha mọi người. Khi mà anh chị đậy cái bì ni lông này vô thì nó hầu như là cái chất trồng trong cái gốc cây hoa giấy nó không thể thoát hơi nước được nha. Bởi vì nó được phủ một lớp bì bóng ở ngoài đó. Cái chất trồng khi nào cũng ẩm ướt hết. Anh chị chú ý nha, hơi mất công một xíu, nhưng mà khi có nắng là phải vén cái bì ni lông lên ngay để cho cái bầu chất trồng nó khô nha mọi người, thì nó mới có thể làm bông được nha. Quay trở lại cái phần phân bón này. Hồi nãy thì cái phân dưới gốc thì mình chưa có nói cái liều lượng là sao ha. Thì mọi người bón cho mình một thìa cà phê trên 1 lít nước kết hợp với cái thằng đầu trâu 701 này nha. Có nhiều anh chị thì thấy một thìa cà phê hơi ít ha, anh chị tự động tăng liều lên 2, 3, 4, 5 thìa cà phê luôn cho 1 lít nước, bởi vì nôn có bông á mọi người. Như vậy thì không được nha. Khi mà anh chị bón phân quá liều nó sẽ xảy ra hai cái trường hợp. Trường hợp thứ nhất là cây hoa giấy sẽ bị phạm phân. Trường hợp thứ hai là cây hoa giấy sẽ bị dư phân, dư dinh dưỡng và cây sẽ đi đọt nha, không làm bông nha mọi người. Một thìa cà phê trên 1 lít nước là mình đã căn chỉnh làm sao để cho cây bật mầm bông rồi. Như anh chị thấy đấy, trên tất cả những cây hoa giấy, bao gồm cây giấy ta nhà mình đây này và cây hoa giấy cẩm thạch đây này, thì nó không thể bật ngọn được với mình nha. Cây này nó cũng cái dạng vươn đọt rất là mạnh đó mọi người. Cây Sakura Blycan đây này, nếu anh chị nào đang sở hữu nó thì sẽ biết ha, nó vươn đọt cũng khá là mạnh luôn đấy mọi người, chứ không phải là không vươn đâu. Cho nên anh chị chỉ bón cho mình một thìa cà phê thôi. Và cái bước quan trọng nhất đó là cái bước tưới nước. Thì cái quy trình này không phải là không tưới nước nha mọi người. Cái phương pháp này mình vẫn tưới nước bình thường cho cây, nhưng mà chỉ tưới một lượng nước vừa đủ thôi. Ví dụ như ngày nào mà nắng đó mọi người, nắng gắt thì anh chị vẫn tưới cho cây nha. Nếu mà cái chậu thoát nước tốt này và cái chất trồng nhanh ráo nhanh khô, anh chị ngày nào cũng tưới, tưới một lượng vừa đủ cho cây đủ ăn thôi. Làm sao luôn trong cái
tình trạng đói nước đó mọi người. Đó, thì như vậy cây nó mới bật mầm bông được nha. Tránh tình trạng anh chị tưới quá nhiều này, tưới từ trên gốc này xuống đáy chậu tràn lan ra ngoài đây luôn. Như vậy thì sẽ làm cho cây hoa giấy nó bị dư nước. Và khi cây hoa giấy dư nước thì đương nhiên nó không thể bật mầm bông rồi. Nó sẽ đi ngọn dài thòng lòng luôn mọi người. Và cái tốt nhất á, là anh chị không nên để nước mưa vô gốc nha. Cái lượng nước mình sẽ tưới cho nó, mình điều chỉnh cho nó thôi, chứ mình không có để cho nước mưa vô gốc nha mọi người. Phương pháp này thì ta không hãm nước nha. Đấy, mọi người thấy này, bầu đất khi nào cũng ẩm ẩm đây này mọi người. Nhưng mà chỉ vừa đủ ẩm thôi, cây vừa đủ ăn thôi mọi người. Đây ha, phương pháp này thì mình không có hãm nước như cái phương pháp kia. Cái phương pháp hãm nước thì nó sẽ đặc nghẹt bông hơn, nhưng mà nó rất mất công và trong mùa mưa này làm thì không hợp lý nha mọi người. Tiếp tục quay trở lại với phân bón này mọi người, thì cái chu kỳ bón phân này như thế nào? Từ 7 đến 10 ngày một lần nha mọi người. 7 ngày đối với những cây nào, 10 ngày đối với những cây nào. Ví dụ như cái cây này nó đã ra bông như thế này rồi thì 10 ngày mình sẽ bón cho nó một lần thôi nha, bởi vì nó sắp thành công rồi mọi người. Như vậy thì mình chỉ cần bón khoảng 1 đến 2 lần nữa thôi. Tức là một lần nữa thôi mọi người, là mình sẽ ngưng hẳn phân hóa học nha. Mình sẽ chuyển qua những cái dòng phân dưỡng bông và kích rễ nha mọi người, để giúp cho cây hoa giấy nó phục hồi lại cái bộ rễ. Sau khi mà mình bón phân hóa học kích bông thì nó bị cháy rễ tơ rất là nhiều này. Mình sẽ bón một dòng phân vô để cho nó kích rễ. Khi có rễ mới thì nó sẽ hút chất dinh dưỡng và nước mạnh hơn, nó đẩy lên, nó nuôi thân, nuôi lá, nuôi cành, nuôi nhánh và đặc biệt là nuôi những cái bông này, làm sao cho nó phát triển mạnh nhất nha mọi người. Chứ mọi người không có dùng phân hóa học nữa nha. Và khi nào thì dừng? Thì khi mà nụ đạt như vậy này mọi người. Đây, nụ đạt hết như vậy nha, thì chúng ta sẽ dừng nha. Như mọi người thấy thì cây này thì chưa có đạt hết được như vậy nha. Như thế này thì tầm cỡ 10% thôi. Khi mà đạt tầm 6-70% như vậy hết thì mình sẽ dừng nha. Cây này mình nghĩ chỉ cần bón phân một lần nữa thôi nha mọi người. Bởi vì mình đã bón phân kích bông cho nó 8 ngày rồi. Khoảng 2 ngày nữa mình sẽ bón cho nó một lần nữa thôi. Và sẽ kết thúc luôn cái quy trình bón phân kích bông ha. Và sẽ chuyển qua một cái quy trình dưỡng bông, dưỡng cây, phục hồi cây sau khi kích bông nha mọi người. Và nếu anh chị nào muốn biết cái quy trình sau đó như thế nào thì mọi người hãy like, đăng ký kênh ha, để mình ra những video tiếp theo về chăm sóc hoa giấy anh chị không phải bỏ lỡ nha. Còn đối với những cái cây 7 ngày một lần, đây là những cái cây này, có rất nhiều anh chị thì khi nghe clip mình hay nói là từ 7 đến 10 ngày một lần, thì những cái cây mà đã ra bông được như thế này thì sẽ 10 ngày này. Còn những cái cây mà mới nụ ti ti về thôi, đây, nụ xíu xíu về thôi ha, đó, những cái cây mà đang mầm mủ rất là nhiều như thế này, đó, thì chúng ta sẽ bón phân cho nó 7 ngày một lần. Đây nữa mọi người, đó, đây là những cái mầm ngủ nó chưa ra này. Đây toàn là những cái mầm bông nha mọi người. Mọi người nhìn thì sẽ biết ha. Đó, anh chị chơi cây lâu thì sẽ biết đây là toàn là những cái mầm bông đó mọi người. Cái mầm ngọn khi mà anh chị nuôi cây hoa giấy nó ra nhìn nó khác biệt lắm, chứ nó không giống như cái mầm bông này đâu. Đó, cái mầm bông khi nào nó cũng khít rịt tròn tròn như vậy đây. Đó, đây là toàn là mầm bông nha mọi người, không phải mầm ngọn đâu nha. Thì những cái cây mà nó đang ra yếu như vậy, nhỏ như vậy thì chúng ta sẽ bón cho nó 7 ngày một lần nha mọi người. Còn những cái này thì 10 ngày một lần ha. Thì bên trên mình cũng đã chia sẻ lại một số kinh nghiệm của mình về cái làm bông cho cây hoa giấy vào mùa mưa này. Và cũng đã cập nhật lại tình hình những cái cây mà mình đã hướng dẫn mọi người nha. Bao gồm hai cây, một cây cẩm thạch và một cây giấy ta nha mọi người. Thì mình cũng đã cập nhật cho mọi người xem rồi. Nếu anh chị còn thắc mắc hay còn câu hỏi nào, cứ để lại dưới phần bình luận của video này nha. Mình sẽ cố gắng giải đáp hết thắc mắc của mọi người và lên những video tiếp theo về chăm sóc hoa giấy cho mọi người xem nha. Và nếu anh chị thấy hay và hữu ích thì mọi người cho mình xin một nút like này, một nút đăng ký kênh này, để mình có động lực ra những video tiếp theo về chăm sóc hoa giấy cho mọi người tham khảo nha. Rồi, mình xin chào tạm biệt tất cả mọi người nha.